Trân trọng kính mời quý thầy cô giáo và các em học sinh, quý bậc phụ huynh, những người đam mê bộ môn bóng bàn trở về nhà thi đấu Nguyễn Huệ để tham gia giao lưu giao hữu các trận bóng bàn. Từ các hội viên câu lạc bộ bóng bàn Nguyễn Huệ số 26 đường Nguyễn Huệ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị vào lúc 17 giờ đến 20 giờ hàng ngày tại số 26 đường Nguyễn Huệ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Xin trân trọng kính mời.
giờ chúng ta quăng đi. Thank you.
đâu chỉ có phải đâu. Solo chứ. Thank you.
mấy bữa vừa rồi hả, bắt đầu không biết từ những em mua cái đoàn mà tay lên đi những anh giật á, nó đạt cái mặt giống quá mà tên nó giật cái gì đấy này, không cái đôi giật là tay tay ra đi rồi mới lên đi chứ ép đi. Thank you.
cưới phía nữ cũng số 4 luôn. Đối hợp đó, đối tuyệt tuyệt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.